Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang đến với kênh chuyện Radio Góc Cảm Xúc. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin được gửi tới quý vị khán thính giả câu chuyện mang tựa đề Quá phụ tuổi 25. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này qua giọng kể của Ngọc Diệp. Tôi tên là Gấm, năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi. Đang ở cái độ tuổi son sắc Ấy vậy mà, không may chồng tôi, anh ấy bị tai nạn và đã qua đời cách đây không lâu. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã quá chồng khi đang ở độ tuổi 25. Lúc chồng tới mất, tôi đã vật vã suốt vài tháng trời. Mãi sau nỗi đau nguôi ngoai, tôi mới đi xin việc một công ty điện tử. Tôi làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi hai đứa con. Chồng tôi không còn nữa, tôi vừa làm bố vừa làm mẹ để nuôi dạy các con lên người. Cũng may bố mẹ đẻ tôi ở gần nên ông bà cũng đã đần mẹ con tôi nhiều lắm nên cuộc sống của ba mẹ con cũng gọi là tạm ổn. Nhưng cái cảnh mẹ quá con côi có bao giờ là yên ấm đâu. Buổi sáng tôi dậy nấu đồ ăn sáng rồi cho hai con ăn rồi cho hai đứa sang nhà ông bà ngoại để ông bà trông con hộ. Chiều ông bà lại đón cháu về tắm rửa cho cháu để cho cháu ăn. Tối tôi đi làm về muộn vì tôi phải ở lại tăng ca kiếm thêm thu nhập, ăn xong tôi lại đưa hai con về nhà ngủ, ngày nào cũng vậy, cuộc sống của ba mẹ con tôi cứ yên bình trải qua như thế. Thế nhưng những ngày bình yên không sóng gió ấy nhanh chóng qua đi khi mẹ chồng tôi gọi điện thông báo với tôi là, sang đầu tháng mẹ chồng tôi cùng chú út sẽ về ở với ba mẹ con tôi. Mẹ chồng tôi, bà ấy tên là Thoa, năm nay bà đã gần 60. Bố chồng tôi lại bị bệnh và mất cách đây vài năm rồi. Mẹ chồng tôi sinh được hai người con trai, con trai cả là chồng tôi, anh đã mất cách đây vụn vài năm, chỉ còn lại một mình chú út. Chú ấy tên là Tuấn, năm nay đã 25 và chưa lập gia đình. Ngày trước mẹ chồng tôi cho chúng tôi một mảnh đất, sau đó chúng tôi có vay mượn ngân hàng để bán xây một ngôi nhà. Còn mẹ chồng tôi thì ở lại với chú út. Đất nhà mẹ chồng tôi rộng lắm, thế nhưng chú út lại mải chơi suốt ngày lêu lỏng không chịu làm việc gì. Hai năm trước chú báo nợ gần một tỷ đồng, xã hội đen đến tận nhà đập phá. Sau đó mẹ chồng tôi phải bán cả đất để trả nợ cho chú ấy. Được một năm chú ấy không gây ra chuyện, thế mà sang năm nay Chú ấy lại báo nợ gần nửa tỷ nữa. Bà ấy không còn cách nào khác, đành bán căn nhà đang ở đi để lấy tiền trả nợ cho chú Tuấn. Và thế rồi mẹ chồng tôi dọn về sống cùng ba mẹ con tôi và mọi chuyện bắt đầu kể ra từ đó. mảnh đất ba mẹ con tôi là hai ô đất, một ô là căn nhà mẹ con tôi đang ở, còn một ô thì tôi đang trồng rau sạch để ăn. Mẹ chồng tôi tính sau này chú út sẽ xây nhà để ở và hiện tại mẹ chồng tôi và chú ấy ở nhờ nhà tôi luôn. Tôi cũng đồng ý và không có ý kiến gì, dù sao cũng là anh em ruột thịt trong nhà, bây giờ chồng tôi mất rồi thì tôi cũng ở đây phụng dưỡng bố mẹ chồng vậy thôi. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ. Chú út mãi chơi lưu lồng, một tháng đi làm được chục buổi thôi nên chú ấy không làm đủ chi tiêu Mẹ chồng tôi đi nấu ăn ở công ty, lương của bà cũng được ba cọc ba đồng. Thỉnh thoảng lại phải mang tiền đi trả nợ đậy cho chú út nên bà cũng không có nhiều tiền. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình một mình tôi phải lo. Tính như vậy tôi cũng nuôi thêm hai người nữa ở trong nhà. Tôi nghĩ bụng giờ chú út cứ mãi chơi lêu lỏng như thế thì biết đến bao giờ mới được cất cây nhà mà ở. Mà chú và mẹ chồng tôi cứ ở nhà tôi như vậy thì cũng bất tiện lắm. 11 giờ đêm, chú Út chưa đi chơi về, tôi phải bảo với mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, mẹ gọi cho chú Tuấn đi, 11 giờ rồi đấy ạ. À. Mẹ chồng tôi thở dài thường thượt. Thôi ngủ đi con, mẹ vừa gọi nó rồi nhưng nó có nghe máy đâu, mình ngủ đi, kệ nó. Hay là mẹ dục chú ấy lấy vợ đi, chú ấy có vợ con rồi có khi sẽ khác với mẹ ạ. À. Mẹ cũng đang nghĩ thế, nhưng mà nó cứ mãi chơi như vậy thì đứa nào dám lấy hả con? Mẹ chồng tôi thở dài. Thằng tử tế thì nó mất sớm. Giờ chỉ còn cái thằng mại chơi ăn chơi mất dậy. Sao số tôi khổ quá vậy ông trời ơi? Tôi lại buồn và nhớ tới người chồng đã mất của mình. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ ở nhà, tranh thủ giặt rũ rồi lau dọn nhà cửa. Buổi sáng tôi đưa hai con sang nhà bà ngoại gửi. Mẹ chồng tôi thì đi ăn cỗ từ sớm. Bây giờ nhà chỉ còn tôi và chú út. Tôi đang lúi húi lau nhà thì chú Tuấn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tôi chú chăm chú hỏi. Này chị gấm được nghỉ à? Ừ, nay chủ nhật mà chú. Chú Tuấn đưa cho tôi một tờ 500 ngàn và bảo. Em có ít tiền, đưa chị đi chợ mua thức ăn. Này chủ nhật được nghỉ, ăn gì ngon ngon tí. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì mấy tháng nay chú ấy về đây ở thì đây là lần đầu tiên chú đưa cho tôi tiền nhưng tôi biết vì chú không có nhiều nên tôi mới hỏi lại. Chị đi chợ lúc nãy rồi, chú cứ giữ lại mà tiêu. Chị cầm đi, em còn. Chú út nhất định đưa tôi bằng được nên tôi đành miễn cưỡng cầm lấy. Tôi đi ra chợ mua một con vịt quay. Chú út đi mua mấy lon bia về nữa. Thế là buổi trưa chỉ có hai chị em ở nhà ăn cơm. Vì mẹ chồng tôi đi ăn cỗ chưa về, hai đứa con thiếu bên ngoại chơi. Chú út bật bia ra và bảo chị uống với em một lon cho mát. Thôi, chú uống đi, chị chả biết uống thứ này. Chị uống với em một cốc thôi, uống đi chị. Tuyển miễn cưỡng bảo, chị uống một cốc thôi đấy nha, chị không uống được nhiều rượu bia đâu. Vâng, thì chị uống một lon thôi. Tôi uống hết cốc bia rồi, tôi ngồi ăn cơm, chú út thì ngồi uống bia. Chú uống hết 5 lon bia, chú ấy bắt đầu ngà ngà say. Tôi ăn cơm xong rồi ngồi đó thấy chú uống nhiều quá nên tôi mới bảo tuấn này uống vừa thôi ăn cơm đi em uống nốt cúc này thôi ừ uống nhiều chả tốt đẹp gì đâu chú út uống vào say rồi bắt đầu nói làm nhàm lâu lắm rồi em hãy uống nhiều như vậy có lẽ sẽ em vui quá thế chú có chuyện gì vui à sao lại có người yêu rồi hay sao không ngồi uống bia với chị nên em vui đấy Thật sự là em rất vui. Sao chú lại nói vậy? Bất giác chú út quay sang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy hoang mang. Sao... sao chú nhìn chị kinh thế? Mặt chị dính cái gì à? Không, mặt chị không dính cái gì cả. Chị có khuôn mặt đẹp thật đấy. Này, chú Tuấn, chú say rồi đấy. Ăn nó linh tinh. Chú ăn cơm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Chị... chị gấm. Em... em thích chị câu nói của chú út khiến tôi vô cùng hoang mang đôi đũa trên tay tôi cũng rơi xuống tôi ấp úng chú chú say rồi đấy đúng là em say thật em uống say để lấy can đảm nói ra những điều mà bấy lâu nay em giữ trong lòng chị gấm em thật lòng rất thương chị tôi lắp bắp như gà mắc thóc vậy vậy nào chị là chị dâu của chú đấy chú đừng trêu chị như vậy ai người ta nghe vậy người ta cười cho em biết điều đó nhưng em không thể lừa gạt đi những tình cảm của em. Giờ về sống chung nhà với chị, em lại càng cảm thấy thương chị nhiều hơn. Chị gấm, chị có hiểu cho em không? Nghe những lời nói từ lời chú út, tôi hoảng thật sự, tôi gắt lên để át những câu nói của chú ấy. Chú say rồi, vào phòng nghỉ đi, cứ nói linh tinh thế này, ai người ta nghe thấy lại tưởng thật, người ta cười cho đấy. Anh chú cũng mất chưa lâu đâu. Chú út liền nắm lấy tay tôi và bảo, Em thề đấy, em thích chị cũng lâu rồi, nhưng này em mới có can đảm để nói với chị. Chị không cần biết là chú có thích chị hay không, nhưng mà chuyện đó tuyệt đối không thể đâu, vì chị là chị dâu của chú đấy. Chú nghe rõ chưa? Chú tỉnh táo lại cho chị xem nào. Em đang rất tỉnh cơ mà, chị là chị dâu của em, em biết điều đó, nhưng mà anh trai em cũng đã mất rồi. Thấy chị một thân một mình cô đơn tuổi bóng như thế, em thương chị lắm, em muốn bù đắp cho chị. Chị hãy để em thay anh trai em chăm sóc cho ba mẹ con chị nhá. Không, không. Chú mà nói nữa thì chị chị từ mặt chú đấy. Tôi nói xong liền chạy thẳng vào trong phòng. Ngay lập tức chú đuổi theo tôi. Tôi hoảng quá hết ẩm lên. Chú ấy không sợ mà cứ xông vào ôm chầm lấy tôi. Chị gấm. Chị bình tĩnh lại đã. Chị bình tĩnh nghe em nói đây này. Tôi hoảng hốt rễ rụa trong vòng tay của chú ấy. Chú lại càng ôm chặt lấy tôi và bảo chị ơi bình tĩnh lại đi em không làm gì chị đâu chị đừng sợ nữa chú bỏ chị ra chú đang làm chị sợ đấy chú út hồn vào chán tôi nhẹ nhàng rồi mới buông tôi ra chị đừng sợ em thương chị lắm nhưng em không muốn ép buộc chị đâu em sẽ chờ tới lúc chị đồng ý em chờ chị mà chú chú mọ cút ra ngoài đi tôi đẩy chú út ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại tôi ôm đầu hoang mang vô cùng tại sao tôi lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này tại sao em trai chồng lại nói thích tôi và ôm tôi như vậy chứ tại sao lại như vậy như thế này mọi người mà biết chuyện thì họ sẽ bàn tán và đánh giá về tôi và đánh giá về cả cái gia đình này nữa chồng tôi mới mất chưa lâu tôi không thể tưởng tượng ra cái cảnh kinh khủng đó tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ giữ mình thật trong sạch nhất quyết tôi sẽ không bị lai động bởi em trai chồng tôi Tôi nằm im trong phòng mãi tới chiều, khi thấy mẹ chồng tôi về tôi mới dám đi ra. Ra ngoài tôi thấy chú đang nấu cơm, mẹ chồng tôi thì đang gọt táo. Sao? Mặt mũi bơ phở thế? Mệt à gấm? À, mẹ mới về đấy à? Con hơi đau đầu một tí, mẹ về bao giờ đấy? Ừ, mẹ cũng mới về thôi. Mà nhìn kìa, thằng Tuấn hôm nay nấu cơm với lòng bếp đấy nhá, con thấy ngạc nhiên không? Dạ, vâng. Chú ấy chắc là nó uống nhầm cái gì rồi con ạ. À. Bình thường nó có bao giờ mò mặt vào bếp nấu cơm đâu. Mà hôm nay lại dở cái trứng nấu cơm với dọn cả bếp đấy. Con, con cũng không biết nữa mẹ ạ. À. Thế con đi khám đi. Chứ sao mặt mũi cứ tái dại đi thế hả con? Con không sao đâu. Thôi, con sang nhà ngoại đón cháu đây. Ừ, sang đón đi. Mẹ thì con gà về cho hai đứa nhỏ đấy. Vâng ạ. À. Bà Thoa đi vào bếp thấy con trai đang xào thịt bà lầm bầm. Này, hôm nay mày sao thế hả con? Con có sao đâu hả mẹ? Mẹ hỏi gì lạ thế? Ờ, hôm nay dở rời thế nào? Mẹ lại vào bếp nấu cơm dọn dẹp. Mẹ làm mẹ cảm thấy hoang mang quá. Không lẽ mẹ lại báo nợ tiếp đấy à? Mẹ trả con gì để trả nợ cho mày nữa đâu. Mẹ có nợ nữa thì bán thận của mẹ đi thôi con ạ. À. Mẹ lại nghĩ hiểu lầm con rồi. Từ bây giờ con sẽ chịu khó làm ăn, không bao giờ cờ bạc rượu chè nữa, con thề đấy. Con nói thật đấy hả Tuấn? Mẹ mẹ có nghe nhầm không? Mẹ không nghe nhầm đâu, con nói thật mà. Từ bây giờ con sẽ chịu khó làm ăn, từ ngày mai con sẽ đi làm bốc vác ở công ty cám rồi mẹ ạ. Làm bốc vác ở công ty cám mà, nhưng mà làm ở đấy vất vả lắm con ạ. À. Hôm qua con làm thử một hôm rồi, con làm được mà. Mỗi ngày cũng được hơn 400.000 tiền công. Con sẽ cố gắng làm kiếm tiền để sau này còn chăm lo cho vợ và con của con. Nghe con trai nói vậy, mắt bà Thoa sáng lên. Mà mẹ có bạn gái rồi đấy à? Con bé ở đâu làm nghề gì hả à con? Mẹ làm gì mà tò mò thế? Bà Thoa bĩu môi. Một người chịu yêu và lấy con chắc nó cũng chả tốt đẹp gì. Mẹ coi thường con trai của mẹ thế à? Mẹ không phải coi thường mày, nhưng mà bao nhiêu lâu nay mẹ phá phách chơi bời lưu lầm Ai mà thèm lấy mày, không lẽ mà con bị đấy bị đuôi à? Cô ấy là một người tử tế mẹ ạ. À. Mà con nhà ai thế con? Mẹ tò mò quá. Sau này khi cô ấy chấp nhận con thì con sẽ nói với mẹ. Còn bây giờ con xin phép giữ bí mật. Cái thằng này, nói cho mẹ biết đi, còn nhà ai để mẹ đi gặm hỏi xem. Thôi, con không nói đâu, con đi phơi quần áo đây. Úi sời đất ơi, nuôi nó 25 năm nay, giờ nó có bạn gái lại xấu mình như thế này đấy. Bà Thoa trách móc Tuấn như vậy tôi chứ thực lòng trong lòng bà cũng cảm thấy vui. Bởi bao lâu nay bà vẫn mong Tuấn lấy vợ và chịu khó làm ăn. Bà bắt đầu tò mò về cô gái mà Tuấn đang theo đuổi. Từ sang nhà ngoại đón hai đứa nhỏ, thấy vẻ mặt khác lạ của tôi, mẹ tôi mới hỏi Gấm ơi, sao thế hả à con? làm gì mà sắc mặt kém thế ốm sao à con không sao đâu mẹ ạ à. nhìn mặt mày không được tốt hay là có chuyện gì rồi nói mẹ nghe mẹ ơi sau này ba mẹ con con về đây sống với mẹ có được không thế có chuyện gì sao nhà cửa đàng hoàng ở đó mà lại phải về đây làm gì hả con thì con chỉ hỏi thế thôi con đem hai đứa về đây cũng được nhưng con để lại căn nhà đó cho mẹ chồng con là thiệt mình đấy dù sau đó cũng là tiền của hai vợ chồng mày gây dựng nên Sau này thằng Cú Bin phải được thừa hưởng chứ Có phải mẹ chồng mày về đó làm khó dễ con đúng không? <laughs> không, không có chuyện đấy đâu mẹ ơi Thế không phải mẹ chồng con thì là thằng Tuấn à? Hay nó lại chơi bời nữa? Thôi thôi, con nói chuyện này sau nhá Con xin phép đón cháu về nhà bên đây Ở cái con bé này Nói rõ ràng mẹ nghe để mẹ con tìm cách giải quyết cho chứ Không có chuyện đấy đâu Thôi, con về đây, mẹ đừng nói linh tinh với ai đấy nhé. Tôi vội vàng chở hai đứa con về nhà. Tôi thầm nghĩ có thể là chú Tuấn uống say nên chú ấy nói lung tung. Khi tỉnh lại, có lẽ chú ấy sẽ không như vậy nữa. Những lời nói của người say đôi khi không đúng sự thật. Tôi phải bình tĩnh để nhìn nhận mọi chuyện. Từ lúc chú Tuấn ngỏ lời với tôi, làm tôi thấy rất ái ngại và luôn né tránh ánh mắt của chú ấy. Thế nhưng Tuấn bắt đầu thể hiện tình cảm với tôi bằng cách quan tâm chăm sóc ba mẹ con tôi. Chú ấy còn dạy thằng cu bin học nữa. Chú thể hiện mình vừa là bố của hai đứa nhỏ, vừa là chú. Tôi cảm thấy không quen với những chuyện như thế này. Ngồi ăn cơm, Tuấn gắp thức ăn cho mẹ, rồi gấp thức ăn cho tôi và hai đứa nhỏ. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên bảo. Ô hay, dạo này thằng Tuấn lạ lắm đấy nhá. Mày cứ như mọi ngày để tao xem nào. Tuấn gãi đầu. Mẹ kỳ thật đấy. Lúc con mải chơi suốt ngày không ăn cơm ở nhà thì mẹ cũng kêu. Giờ con chịu khó đi làm về nhà ăn cơm thì mẹ cũng kêu là sao? Ờ, thì tao thấy lạ thôi. Mẹ thay đổi quá, tao không ngờ được luôn đấy. Thế mẹ tập đi cho quen. Giờ ngày nào con cũng ngoan đấy mẹ nhá. Đúng là có người yêu vào khác hẳn gấm nhỉ. Tôi đang uống nước canh thì giật mình. Mẹ chồng tôi vì cười bảo <laughs> Này, con nghe tin chú Tuấn có người yêu sốc lắm đúng không? Mới đầu mẹ cũng chả tin, mẹ cũng sốc như con đấy, nhưng sợ mẹ đỡ rồi, cái loại phá gia chi tử như nó, con đứa yêu thì đúng là sốc thật con ạ." À. Tôi gượng cười như mếu. "À, dạ, vâng." Những ngày sau đó tôi luôn tránh mặt chú Tuấn, chỉ lúc ngồi ăn cơm là chúng tôi mới ngồi cùng nhau, mà ngồi ăn tôi cũng không dám nói một câu gì cả, ăn xong tôi bế bát đũa đi rửa, chú Tuấn giả phụ với tôi để em tráng bát cho. Tôi thấy chú lại gần chân tay bắt đầu cuống lên. Thôi, không cần đâu, chị tự làm được có vài ba cái bát thôi mà, Vào đi không mẹ nói bây giờ. Chị gấm, chị đang tránh mặt em đấy à? Tôi bắt đầu cuống lên, tay chân lóng ngóng làm rơi cái bát xuống vỡ tan. Tôi vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, do quá vội vàng tôi bị mảnh vỡ sắc nhọn làm đứt tay chảy cả máu. Chú Tuấn vội cầm lấy tay tôi. Ui trời, chảy máu rồi, chị chờ em chút nhé nói rồi tuấn chạy thật nhanh vào trong phòng lấy bằng cầu bằng lại cho tôi chị có đau lắm không tôi vội rụt tay lại không không sao chị không sao đâu chảy máu thế này mà bảo không sao được rồi sẽ không sao đâu giờ chị nghỉ đi để em rửa bát cho thôi để đấy chị làm tay chị bị đau rồi để em rửa cho thế là ngày hôm sau Chú đi làm về là chú vội vàng đi nấu cơm, rồi phơi phong quần áo, dọn dẹp nhà cửa bếp núc giúp tôi. Chú Út thay đổi nhiều tới mức tôi chẳng thể nhận ra. Ăn cơm xong, tôi và mẹ chồng ngồi ăn hoa quà ở phòng khách. Chú Út rửa bát và dọn dẹp ở trong bếp. Mẹ chồng tôi ngó ngàng vào gọi. Tuấn ơi, gian táo này con. Mẹ với chị gấm ăn đi, lát con ăn sau. Mẹ chồng tôi quay sang hỏi tôi. Này, gấm, con biết thằng tuấn nhà mình dạo này yêu con bé nhà ai không dạ con cũng có biết gì đâu không biết nó yêu con bé nhà ai nhỉ mẹ hỏi nó nó cứ giấu diếm mày thật đấy con ạ à. mày gì vậy mẹ thì nó có người yêu nó thay đổi nó chịu khó làm ăn không chơi bề lưu lồng như trước nữa đấy con thấy đấy giờ nó còn biết nấu cơm rửa bát dọn nhà nữa còn gì vâng như vậy cũng tốt mà mẹ nhỉ quá tốt đi chứ mà mẹ tò mò quá không biết con bé đó còn nhà ai ở đâu làm gì tôi ngồi không dám nói câu gì tôi không thể tưởng tượng được ra nếu như mẹ chồng tôi biết người chu tuấn thích là tôi thì bà sẽ sốc như thế nào và chắc chắn bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi bà sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện trái với đạo lý như vậy đâu tôi đang còn ngồi ngây ra nghĩ ngợi lung tung thì chú đã lên cạnh tôi ngồi từ bao giờ chú đưa miếng táo lên gần miệng tôi và bảo chị gấm ăn táo đi, ngọt lắm. Tôi giật mình ngã ngửa về sau, đổ cả cái ghế dựa. Ôi mẹ ơi! Mẹ chồng tôi chẹp miệng bảo. Con làm sao thế hả gấm? Cứ như là gặp ma vậy. Dạo này hai chị em chúng mày lạ lắm đấy nhé. Đứa thì cả ngày hồn bay phát tán lơ lửng trên mây, đầu óc thì chập chờn Đứa thì ngoan tới mức không thể ngờ, rốt cuộc là làm sao? Chú út cười bảo. Mẹ nghĩ sao nếu con với chị gấm tôi nghe chú út nói vậy liền đạp vào chân chú ấy ra hiểu là không được nói nữa rồi tôi ăn miếng táo vào miệng chú tuấn táo ngon lắm chú ăn đi đúng lúc mẹ chồng tôi có chuông điện thoại nên bà đứng dậy đi ra nghe điện thoại bà nói chuyện với ai đó tôi nhìn tuấn nhàn nhó chú định nói gì với mẹ thế hả em đang tính hỏi mẹ xem nếu em với chị lấy nhau thì ý kiến của mẹ thế nào thôi tôi nghiến rằng chú bị điên đấy à lớn rồi mà không biết suy nghĩ mẹ giết chú đấy. Chú thản nhiên nói, cha mẹ nào mà trả thương con, chỉ cần chị nói thương em thôi, mọi chuyện em sẽ lo. Tôi thì lo lắng hốt hoảng, sợ mẹ chồng tôi nghe thấy, còn chú thì cứ nhăn nhở cười. Em sẽ lo chuyện này, sao chị lại lo lắng thế? Chú im mồm đi, mẹ nghe thấy là chết bây giờ. Sao chị cứ phải cuống lên làm gì, hay là chị cũng thích em rồi đấy? Tôi ấn cả miếng táo vào mùng chú út rồi cắt lên. Ăn nói tảo lao vớ vẩn gì đấy. Chú út vòng tay ôm eo tôi, khiến tôi giật mình. Tôi xoay người bỏ chạy thì không may bị ngã vào người chú út. Ông trời quá là bất công. Sao cứ bắt tôi phải rơi vào những tình huống mà tôi không hề mong muốn như vậy? Lần va chạm này khiến mặt tôi áp sát vào mặt chú út. Tôi cảm nhận rõ hơi thở của chú ấy đang rất gần mặt tôi. Cây hơi thở thật nam tính. Chú ấy nhìn tôi bật cười. Ui giời, chị lại chủ động hôn em nữa này. Thế rồi chú đang định hôn vào chán tôi, thì tôi đập thẳng trán mình vào mặt chú út dầm một cái, khiến chú ấy nhảy ngược lên, vội buồn khỏi người tôi, ôm chặt miệng mình. Ui đau thế, đầu chị cứng thật đấy, răng em bị chị đập cho lung lay rồi đây này. Tôi đứng dậy phủi tay nói, trò chú chửa cái tội ve vãn chị sâu đi, mới tí tuổi đầu đọc ba cái trò vớ vẩn đấy, xẹp ngay đi nhé. Em 25 rồi đấy, chị hơn em có mấy tuổi thôi chị ạ. À? Chú 25 rồi mà không phân biệt đâu là đúng đâu là sai à? Chú tán tình chị dâu của chú, chú không thấy xấu hổ à? Sao lại phải xấu hổ à chị? Em thích chị, em thương chị, nên em muốn chăm sóc cho chị với hai con thôi. Anh cha em cũng đã mất rồi, chắc anh ấy không nỡ thế chị lẻ loi một mình, nên mới tác thành cho chúng mình đấy. Cầm ngay, chú càng nói càng hồ đồ rồi đấy anh trai chúng mà biết anh ấy sẽ buồn lắm đấy. anh ấy không buồn đâu. lần trước em ra mộ thắp hương, em đã xin anh ấy đồng ý để em được chăm sóc cho ba mẹ con chị và anh ấy đồng ý rồi. thế nên em mới mạnh miệng vậy chứ. vớ vẩn. hai chị em chúng mày làm sao mà cứ cãi nhau trí chóe thế hả? mẹ chồng tôi ở ngoài đi vào khiến tôi giật bắn cả người. ờ mẹ. mẹ chồng tôi kéo theo tôi ra một góc rồi hỏi. gấm con nói thật đi. Con nói thật cho mẹ đi, có phải là con... Tôi sợ quá, lại cứ tưởng mẹ chồng tôi đã biết chuyện chú tán tình tôi. Tôi cuống lên giải thích. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chúng con chỉ là... Mẹ chồng tôi sầm cái mặt xuống bà buồn bã. Ờ, thế không phải là thằng Tuấn. Đang tán tình con Trang nhà bà Lan à, thế mà mẹ cứ tưởng... Tôi ngớ người ra, thế mà tôi còn tưởng mẹ chồng tôi đã phát hiện ra chuyện động trời ấy rồi nhưng mà may quá không phải chú tuấn tán cái sang nhà bà lan hả mẹ ừ mẹ nghe bà hoa ngoài đầu ngõ bảo thế mà à <laughs> hình như là thế đấy chú Út nhà mình đang tán cái sang đấy mẹ ạ có khi mẹ sắp có con dâu thứ rồi đấy ạ à. ôi thật thế à con mà có thật không đấy dạ thật mà mẹ con nghe ai nói thì con vừa nghe mẹ nói thôi. Bố tiên sư nhà chị. Tôi tưởng chị nghe ai nói hóa ra là vừa nghe tôi nói lại hùa theo thế à? Tại con đang mong như vậy mà. Tuấn mà lấy được cái chàng thì đúng là quá tốt rồi còn gì. Ừ, lấy con chàng thì tốt quá. Nó nghề nghiệp ổn định lại ngoan ngoãn. Thằng Tuấn nhà mình lấy được nó thì đúng là quá tốt còn gì con. Để tránh mẹ chồng nghi ngờ chuyện chú út tán tỉnh tôi nên tôi liên tục để thuyền cho chú út với Trang. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một tin đồn không chứng cứ. Vì hôm nay chú út chỉ ở nhà làm việc, giúp tôi và dạy con tôi học, chứ không hề ra khỏi nhà vào buổi tối. Mẹ chồng tôi tin tưởng tôi lắm, cứ nghĩ rằng chú ấy đang hẹn hò với Trang thật. Bà còn tính dục chú út dẫn Trang về nhà ăn cơm tối nữa. Ờ, Tuấn ơi, mẹ bảo cái này. Dạ, con đây. Mẹ bảo nhá, tối mai dẫn cái Trang về nhà ăn cơm, mai mẹ về nhà nấu cơm sớm, Trang nào hả mẹ Cái Trang nhà bà Lan ở cuối xóm ý Hai đứa chả đang hẹn hò lâu rồi còn gì Mẹ nghe tin đấy ở đâu đấy Con với Trang chỉ biết nhau thôi Chứ bọn con có chơi với nhau đâu mà hẹn với chả hò Thôi đi mẹ đừng xấu mẹ Mẹ thừa biết hai đứa đang hẹn hò rồi Cây gấm cũng đã xác nhận đúng là như thế Con chối cãi gì nữa Không phải vậy đâu mẹ ơi Con nhắc lại là con với Trang không có gì nhé Mẹ đừng nói linh tinh Không người ta cười cho đấy Bà Thoa ngồi tức ngẩn người ra. Ồ thế không phải thật à? Thế mà mình cứ tưởng nó có người yêu rồi. Hóa ra nó vẫn ế. Đúng là thất vọng quá. Hôm nay tôi xin nghỉ việc để ở nhà làm cơm. Vì hôm nay là ngày rỗ của chồng tôi. Chú Tuấn hôm đó chở tôi ra mộ để thắp hương cho anh. Chú ấy lấy khăn lau sạch mộ cho anh trai một lúc rồi nói. Chị ơi, em vừa xin anh ấy đồng ý để em chăm sóc ba mẹ con chị đấy anh ấy cười và đồng ý rồi chú bị điên à chú đang đứng trước mộ của anh chú mà dám nói như vậy à chị đừng mắng em nữa chắc chắn anh ấy đã dẫn lối cho em nên em mới như vậy chứ chứ bình thường ai lại làm như vậy chị phải tin em vì ngày xưa em và anh ấy hợp nhau lắm và thương nhau chị ạ à, nên bây giờ anh ấy mới muốn em làm như vậy đủ điên chú tránh xa tôi ra tôi vùng vàng bỏ về trước Tôi không muốn ở lại nghe chú ấy nói những chuyện vớ vẩn. Chú ấy còn trẻ nên chưa hiểu sự đời. Trừ chuyện này mà đồn ra ngoài thì người ta chửi vào mặt cho ý. Tôi phóng xe về trước mặt cho ấy chú ấy tự đi bộ về. Cả ngày Tuấn càng thể hiện tình cảm với tôi xa mặt. Lấy lương về Tuấn đưa tiền cho tôi nhưng tôi lại đưa lại cho mẹ chồng. Chú mua đồ cho hai đứa nhỏ tôi cũng không nhận. Chú dạy học cho thằng cu tôi cũng không khiến. Nói chung là Tôi không muốn chú ấy giúp gì tôi nữa. Chú mua dây chuyền vàng cho tôi thì tôi cũng đưa cho mẹ chồng tôi luôn. Chú cứ nói chuyện với tôi là tôi gắt um lên. Tôi muốn Tuấn thế tôi quá đáng và từ bỏ cái suy nghĩ huyền mộng kia. Thế nhưng Tuấn không từ bỏ và vẫn luôn quan tâm tới ba mẹ con tôi. Tối nay tôi nằm trong phòng hai đứa nhỏ thì chơi bên phòng bà nội. Tôi để cửa để lát hai anh em nó về ngủ nhưng tôi lại ngủ quên mất nửa đêm giật mình tỉnh giấc khi thấy toàn thân mình bị ai đó đè lên và ai đó đang hôn vào cổ tôi khiến tôi buồn buồn khó tả. À ai ai à, ai đấy? Tôi vừa mở miệng ra thì người đó đã hôn vào môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi không thể kêu lên. Nhưng tôi nhận ra mùi hương này chính là Tuấn. Tôi rẽ rụa nhưng hai tay tôi bị chú ấy giữ chặt lấy. Tôi cố rẽ rụa thì chú ấy càng ghi chặt lấy thân thể tôi hơn. Tuấn hôn tôi rồi một tay luồn vào bên trong áo của tôi khiến toàn thân tôi bắt đầu tê cứng và tôi phản kháng yếu dần đi tôi không dễ sụa nữa và bắt đầu có cảm giác tôi để mặc tay chú út khám phá toàn cơ thể mình trong lúc cả người tôi tê dại thì quần áo của tôi đã bị lột ra từ lúc nào tôi còn chẳng rõ tôi chỉ nhớ là mình đã tự dạng chân ra để đón nhận tình yêu của chú ấy và phối hợp một cách nhịp nhàng một người đàn bà thiếu vắng hơi chồng đã ba năm nay Tôi cứ tưởng bản thân mình đã nguội lạnh, ai ngờ đến bây giờ cảm xúc yêu đương lại ùa về, khiến tôi không thể ngờ được nữa. Một người đàn bà quá chồng đã 3 năm, bây giờ có hơi ấm của người đàn ông, nó mới tề dại đến như thế nào. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, tôi bừng tỉnh cơn mê. Tôi thấy mình đang nằm trên người chú ấy, tôi giật mình vội bật dậy rồi ngã xuống dưới đất sầm một cái, Tuấn vội đỡ tôi lên. Chị, làm gì mà cứ vội vàng thế, lại ngã rồi. Chết, sao, sao lại xảy ra chuyện này hả? Tuấn cười kiểu mãn nguyện. Chị sao thế? Đêm qua còn cuồng nhiệt thế mà, giờ lại hối hận à? Nhưng mà giờ chị hối hận hơi muộn rồi đấy. Mẹ mà biết chuyện này thì xiết chị. Trời ơi, chị phải trốn đi bây giờ. Chị tính trốn đi đâu? Giờ vẫn còn sớm, mình liên giường ngủ tiếp đi. Chị cứ đánh động thế này mẹ nghe thấy mẹ tỉnh bây giờ. Nhưng mà... Thôi, lên giường đi. Tuấn để tôi lên giường nằm, chú ấy vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nằm im trong vòng tay của Tuấn. Cảm xúc lúc này của tôi khó diễn tả, nửa hạnh phúc, nửa mừng, nửa lo. Hơi ấm của người đàn ông đang ôm tôi làm tôi cảm thấy yên bình. Nhưng tôi biết mọi chuyện sẽ không bao giờ yên bình như thế này đâu. Mẹ chồng tôi dậy đi ra ngoài khi trời đã sáng hẳn. Thằng Tuấn với cây gấm hôm nay được nghỉ ở công ty à? Sao giờ vẫn chưa dậy? Bà Thoa thấy cửa phòng Tuấn mở, bà đi vào gọi. "Tuấn, Tuấn ơi, dậy đi." Không thấy con trai trong phòng, bà đi ra lẩm bẩm. "Thằng này hôm nay đi làm sớm hay sao vậy? Thôi, kệ nó, mình sang gọi con gấm dậy vậy." Tôi vào Tuấn đang ôm nhau ngủ trong phòng thì tiếng mẹ chồng tôi gọi ngoài cửa. "Gấm ơi, gấm, dậy đi, muộn làm rồi đấy." Tôi giật mình tỉnh giấc, đẩy Tuấn vội sang bên và gọi nhỏ. "Tuấn, Tuấn" mẹ kìa dậy đi kệ đi vẫn còn sớm mà mẹ mẹ gọi đấy hả mẹ gọi ư gấm ơi làm gì thế dậy đi ngủ gì mà say thế hả con dậy còn cho hai đứa nhỏ ăn sáng nữa chứ cả tiếng thằng cu bin gọi tôi mẹ mẹ ơi dậy đi muộn rồi đấy tôi cuống lên mặc quần áo rồi vội trả lời ờ à, con con đây mẹ chờ con tí tiếng mẹ chồng tôi rục ở ngoài nhanh để mẹ con lấy cái quần cho con bé nó ị đùn đây này. Vâng, vâng. Tôi lôi Tuấn dậy và đưa quần áo cho Tuấn. Mặc vào nhanh lên. Cứ từ từ, chị lo cái gì? Từ từ để mẹ giết đấy à? Biết rồi mà, chị cứ yên tâm. Tuấn mặc quần áo xong thản nhiên đi về phía cánh cửa. Tôi vội lôi lại. Này, chú tính mở cửa đấy à? Mẹ đang ở ngoài đó đấy. Ô hay thì không mở cửa thì em ra ngoài kiểu gì? Trốn đã. Giờ chú ra ngoài là mình tiêu đời. Trốn ở đâu được? Chú chui vào gầm giường trốn nhanh lên. Tuấn thỏ đầu vào gầm giường rồi bảo. Nhưng mà hôi quá, con bé đấy sầm, khai lắm. Tôi giờ trần lên đạp chú ấy vào gầm giường. Khai cũng phải chui vào, nhanh lên. Chú nằm im trong đó, không được lên tiếng động đậy đâu đấy. Tôi vội chạy ra mở cửa cho mẹ chồng tôi. Con, con đây. Khiếp, làm gì trong đấy mà lâu thế? quần con bé đâu nó ị đùn thối um cả nhà lên rồi đây này dạ đây đây ạ à. con đi đánh răng rửa mặt đi giờ nấu mì tôm trứng cho hai đứa nó đi chúng nó để ăn mì tôm đấy vâng con có đi nấu luôn đây tôi vội kéo mẹ chồng ra ngoài mẹ mẹ ra ngoài này con bảo bảo cái gì mẹ mẹ ra ngoài vườn hái hộ con nắm rau cải để con nấu mì ăn nhiều rau cải mới tốt mẹ ạ à. dạo này thằng cu nó đang bị táo bón Ui rồi ôi, bây giờ lại còn con dâu sai mẹ chồng đi hái rau à? Kìa, mẹ, con đang nhờ mẹ, mẹ đi đi à? Tôi biết rồi. Mẹ chồng tôi đi ra vườn hái rau, tôi vội chạy vào gọi Tuấn. Tuấn ơi, về phòng đi, mẹ ra vườn rồi. Rồi ôi, khai quá. Thôi, để lát nữa em lau gậm giường cho. Hái rau xong, mẹ chồng tôi mang rau vào và rửa, còn tôi đang thổi mì cho con bé con. Tôi đút được miếng mì tôm của con vào mồm thì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi chỉ oang oang ở nhà trên. Cái thằng giới đánh kia, mày chui ở đâu ra thế à? Lớn rồi mà còn mặc quần trái đấy kia à? Cứ như thế thì đến bao giờ mới lấy được vợ hả con? Tôi cố nuốt miếng mì mà hôm nay khó nuốt quá, cứ mắc ngọng ở trong cổ hẹn mãi thôi. Cho con ăn uống xong xuôi, tôi tới công ty làm việc mà đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ về chuyện xảy ra giữa tôi và Tuấn đêm qua, suốt cuộc là thứ tình cảm. Đó là thứ tình cảm gì? Rồi tôi lại nghĩ đến nếu mẹ chồng tôi biết thì tôi phải làm sao? Rồi hàng xóm biết chuyện, mọi người sẽ bàn tán dị nghị về chúng tôi. Làm sao mẹ chồng tôi có thể chịu đựng được chuyện này? Thế tôi ngồi thở dài thườn thượt, chị tổ trưởng lại hỏi. Gấm ơi, mày sao thế? Dạ, em không sao. Nhìn mặt mẹ thế, không có chuyện gì mới lạ đấy, không có gì thật mà chị, không có gì mà mày ngồi thần người ra thế à? em hơi mệt tí thôi, mệt à? vậy lên phòng y tế mà nghỉ đi, chưa tao gọi sẽ ăn cơm, đi đi. em không sao đâu. tôi đi sang phòng y tế, đi qua hành lang gió mát, tôi đứng lại hóng gió trong một chút, mát quá dễ chịu thật đấy. đúng lúc đó hai người đàn ông mặc vest đi qua. Họ nhìn phía tôi một người hỏi Sao đang giờ làm việc mà cô lại ra đây hóng gió thế này? Tôi còn không thèm nhìn mặt họ Tôi vẫn hướng mắt về phía vườn hoa và bảo Tôi làm gì thì kệ tôi chứ Liên quan gì tới anh mà hỏi Ở cái cô này Tôi thử dài rồi nói Hai người làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi Ngắm ho một tí cũng không yên Nói xong tôi quay mặt bước đi luôn Sao công ty của cậu lại có một cô công nhân không biết điều như vậy? Làm sao mà tôi biết? Cô ta còn không biết cậu là tổng giám đốc của công ty thì phải, số cậu nhỏ quá đấy. Chắc là do tôi mới về nước nên cô ta không biết thôi. Có lẽ vậy, hoặc là trong mắt cô ta cậu không có gì đặc biệt nên cô ta không thèm quan tâm. Nam gãi đầu bảo, "Thôi, đi ăn đi tôi đói rồi, kệ cô ta quan tâm làm gì. Tôi không quan tâm cô ta, mà tôi thấy cô ta hơi đặc biệt thôi." "Có gì mà đặc biệt, nhìn quê mùa thế?" Đặc biệt ở chỗ, ai gặp chúng ta mắt họ cũng sáng lên. Nhưng riêng cô ta thì lại không. Thôi thôi đi, đi ăn thôi ông tướng ơi. Nam nói vậy thôi, nhưng khi bước đi anh quay đầu lại nhìn về phía đó. Tới chiều hết giờ làm, mọi người đã về hết cả. Còn tôi với chị tổ trưởng đang kiểm tra lại hàng hóa. Sau đó chị ấy nhớ ra là phải đi đón con gái, thì là cuống lên. Cấm ơi, kiểm tra nốt hộ chị thùng hàng này, chị phải về đón con đây. Chết sở lại khuyên bé mất. Vâng, chị về đi. Thôi, mẹ khó chịu tí nhá. Mai chị mua hoa quả bù cho. Không sao đâu, chị về đi để em làm nốt cho. Chị ấy về trước. Cả xưởng chỉ còn mình tôi ở lại với thùng hàng đang kiểm giờ. Tôi nghĩ bụng không sao. Tôi ngồi chơi nhiều rồi. Giờ kiểm thêm một tiếng nữa cũng chẳng sao. Với lại chị tổ trưởng tốt với tôi. Nên tôi làm giúp chị ấy cũng có thấm gì đâu. Kiểm xong hàng hóa tôi đứng dậy thì xưởng đã tối mù. Đi ra nhà xe, tôi ra phải một người đàn ông. Một người đàn ông cao to đẹp trai nhìn tôi cười. Cô không sao chứ? Vâng, tôi không sao. Mà anh là thượng thợ sửa máy mới à? Sao anh về muộn thế? À, tôi là Nam. Vâng, tôi hỏi là sao hôm nay anh về muộn thế? Anh bận sửa máy ở bên xưởng kia sao? À, tôi... Anh là sợ thửa máy chứ gì? anh mới vào là mà sao tôi trông anh lạ thế nhỉ chưa gặp ở đây bao giờ tôi đàn ông con trai gì mà cướp ống thế thiếu tự tin như thế là không ổn đâu anh phải tự tin lên chứ tôi là tôi biết anh tên là nam rồi anh vừa nói khi nãy còn gì thôi muộn rồi tôi về trước đây anh cũng thu xếp rồi về đi trước khi đi tôi còn vỗ vào vai nam khích lệ ra tới chỗ để xe Cả bãi để xe chỉ còn duy nhất một mình tôi thôi. Cái xe ô tô này không lẽ là của Nam? Anh ta đi ô tô đi làm ư? Hay là anh ta đi bộ nhỉ? Không lẽ anh ta chính là tổng giám đốc sao? Thôi xong rồi, mình mới mỉa mai anh ta lúc trưa. Ngày mai chắc mình bị đuổi việc quá. Tôi còn chưa suy nghĩ xong thì Nam đã lù lù từ đâu đi ra. Cô vẫn chưa về sao? À, giờ, giờ tôi về đây. Hình như xe cô bị hỏng rồi. Tôi nhìn xuống thì thấy bánh xe máy của mình bị xẹp lép. Thôi chết rồi, chắc là dính đinh tôi không để ý. Để tôi đưa cô về, mai tới rồi gọi sửa sau cũng được, giờ tối chắc chú ấy nghỉ rồi. Dạ không cần đâu, để tôi đi xe ôm anh cứ về đi. Sao thế, sợ tôi bắt cóc hay ăn thịt à? <laughs> không phải đâu, tôi thấy hơi ngại thôi, anh có phải là giám đốc không ạ? À? đúng rồi. cô gọi tôi là giám đốc hay thợ sửa máy cũng được mà. tôi có nói gì đâu. tôi ngại quá lấy tay che mặt. sao tôi có thể không nhận ra anh ấy được chứ. giờ không biết chui mặt vào đâu. tôi lúc nãy tôi nói linh tinh. có gì mong anh bỏ qua cho tôi ạ. À? tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. tôi cúi mặt nói lý nhí. xin xin giám đốc bỏ qua cho tôi lần này. tôi có mắt như mù mà không nhận ra anh. lần sau tôi sẽ không dám nữa đâu xin lỗi xuông thế thôi à. Như thế thì dễ dàng quá cho cô. Tiện thể tôi đang đói bụng, hay là cô mời tôi ăn tối đi. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về tận nhà và bỏ qua cho cô. Nhưng mà tôi... Mà thôi, anh ăn tối cũng được, anh muốn ăn gì? Lên xe đi, tôi dẫn qua quán ăn. Nam sau đó chở tôi đến một nhà hàng sang trọng, vừa bước vào nhà hàng, tôi đã hiểu ngay khi đã bước chân vào đây là xác định bay cả tháng lương của tôi. Nhưng vì đã lỡ đắc tội vì giám đốc nên tôi phải đành chịu thôi. Nhưng khổ nỗi là tôi không mang theo nhiều tiền trong túi, lúc này chỉ có hơn 200 ngàn. Ngồi vào bàn năm gọi rất nhiều món ngon và đắt nữa, tôi chỉ biết ngồi xị mặt đầy lo lắng. Sao? Mặt cô vui lên chứ, cứ buồn thế. Anh biết chỗ ăn này đáng bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? mất cả hai tháng lương của tôi. Những người giàu có như các anh thì làm sao mà hiểu được vấn đề đó? Thái độ này của cô là sao đây? À không, không có gì. Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Chồng này tôi mời anh, anh cứ ăn thoải mái đi. Là cô nói như vậy đấy nhá. Cô cũng ăn đi. đoàn ăn ở đây ngon lắm, ăn một lần sẽ nhớ mãi đấy. Vâng, chắc tôi sẽ nhớ cả đời luôn ý. Nam nhìn tôi, anh ta phì cười, sau đó anh ta ngồi ăn ngon lành, trong khi tôi nhìn anh ta ăn mà đứt từng khúc ruột. Dạ, hóa đơn của anh chị đây. Tôi cầm hóa đơn, Mà mắt trợn ngược lên. Cái gì? Hết tận thảy 7 triệu đồng ư? Nằm nhìn tôi hỏi. Sao thế? Rẻ quá sao? Rẻ, rẻ sao ạ? À? Mất cả tháng lương của tôi đấy. Tôi chưa bao giờ sáng mắt một bữa như thế này. Cô nói nhỏ cái mồm thôi, không người ta nghe thấy bây giờ. Anh có biết là ăn một bữa ở đây mà tôi mất cả tháng lương không anh đúng là tôi no rồi cô trả tiền đi rồi chúng ta về kẻo muộn tôi gãy đầu nhìn anh ta cười nhẹ nhàng sếp ơi hay là sếp cho tôi mượn tiền nhá tôi sẽ trả sần cho sếp ạ à. nhưng tôi không có mang tiền đâu anh anh cũng không có tiền ư ừ. thế bây giờ tôi phải làm sao đây quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, tập 1 của câu chuyện này cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và liệu rằng chuyện tình giữa em trai chồng và người chị dâu sẽ có một cái kết đẹp hay không? Mời quý vị khán thính giả hãy cùng đến với bộ câu chuyện này sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, xin chúc quý vị khán thính giả sẽ có những phút giây tật thư giãn và thoải mái khi đến với kênh truyện. Xin chào. Và hẹn gặp lại